thực phẩm cần tránh ăn vào buổi sáng để không bị đầy hơi. Tránh ăn bắp. Bắp chứa cellulose là một loại chất xơ mà đối với một số người có thể gây ra khó tiêu hóa. Có thể thay thế bắp bằng các loại ngũ cốc như hạt yên mạch. Tránh ăn súp lơ và bắp cải. Súp lơ và bắp cải đều chứa carbohydrate phức tạp, khó tiêu hóa, gây đầy hơi. Để thay thế, bạn có thể lựa chọn các loại rau ít carbohydrate như bí ngòi và cải bó xôi. Tránh ăn táo và lê. Cả táo và lê đều có hàm lượng fructose và chất xơ cao, có thể gây đầy hơi và chướng bụng. Thay vào đó, bạn có thể ăn một ít quả mọng để bổ sung chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống. Tránh ăn dưa chuột và hành tây sống. Những loại rau củ có hàm lượng chất xơ cao như dưa chuột và hành tây có thể khó phân hủy và gây đầy hơi vào buổi sáng.